Cô là sao chổi khắc chết hai đời chồng trong mắt mọi người. Tang lễ của chồng chưa kết thúc, người cha ác độc liền đem tính mạng của em trai em gái ra uy hiếp, bảo cô xuất giá lần ba đổi lấy tiền tài địa vị, mà người sắp trở thành chồng thứ ba của cô là công tước Phất Lạp Đức độc ác chinh phục 4 vương quốc. Nghe nói anh là quái thai do tiên hoàng và quái vật hạ sinh, Ly liền không có khả năng đối chọi với cha mình, chỉ đành cam chịu. Có lẽ quả phụ và quái thai mới đúng là trời sinh một cặp. Hoang đường hơn là tại hôn lễ, chồng cô lại đeo mặt nạ kỵ sĩ cả buổi, khiến cô từ đầu đến cuối chẳng biết chồng mình chôn như thế nào. Sau hôn lễ, cô ngồi xe ngựa đi đến lãnh địa của công tước, chồng không ở bên cạnh, chỉ có nhũ mẫu mà cha phái tới giám sát. Đột nhiên vài tiếng nổ lớn vang lên, xe ngựa bắt đầu rung lắc dữ dội, một con quái vật mắt đỏ xuất hiện ngoài cửa sổ. Nhũ mẫu cau mày túm lấy cô, "Tiểu thư, cho dù chết cũng phải chết cùng ta." Cô sợ hãi nhìn quái vật đợi chờ cái chết. Thời điểm mấu chốt, một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên người quái vật. Một người đàn ông đôi mắt sâu hút xuất hiện trước mặt cô. Họ bốn mắt nhìn nhau, dè dặt hỏi, "Chàng chính là chồng ta, ta chưa từng thấy mặt chàng ta." Đôi mắt anh cụp xuống không chút phản ứng, nhìn chằm chằm cô. Lúc này, một tên hộ vệ phá vỡ bầu không khí gượng gạo, hét lớn có con quái vật to hơn đang đi tới. Anh lạnh lùng điều người hộ tống cô về thành, anh muốn tự mình giải quyết nó. Cô lo lắng gọi giật anh lại, hy vọng anh đừng vì cô mà tự mình đối diện với nguy hiểm. Lúc này nhũ mẫu cắt ngang câu chuyện, anh vừa nhìn đã phát hiện thấy bất thường, lặng lẽ quay người bàn giao lại mọi việc cho phó quan, nhìn cô một cái rồi quất ngựa rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần, vừa lo lắng vừa hiếu kỳ thân phận của anh. Đêm đến, trong phủ công tước, cô bị bịt mắt đưa tới một căn phòng. Người hầu còn đặc biệt dặn dò, bất luận xảy ra chuyện gì cũng đừng tháo khăn xuống, tuyệt đối không được nhìn mặt công tước. Cô càng lúc càng sợ, nếu không cẩn thận nhìn thấy mặt anh sẽ ra sao. Không gian tĩnh lặng không người, lộp cộp, cô nghe thấy có người đang lại gần. Cô loạng choạng trượt chân, một bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo cô. Cô đụng phải một bờ ngực vững chắc. "Ngươi là ai?" Một giọng nam trầm ấm vang lên. Nàng đang đợi. Ly liền, mỗi khi soi gương, anh đều nhắc bản thân không phải người. Một nửa dòng máu yêu quái trên người là xiềng xích trói buộc anh. Cho dù là công tước xưng bá một phương của đế quốc, cũng không dám để vợ nhìn thấy khuôn mặt anh. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô được một cánh tay ôm chặt. Cô căng thẳng không dám thở mạnh, ngay sau đó bị đổ nhào xuống giường. Cô xin tháo khăn xuống, lại bị anh túm lấy tay, áp lên mặt mình. Cô chạm vào đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, cảm giác mềm mại dễ chịu, rõ ràng là một khuôn mặt đẹp trai. "Tại sao lại không cho nhìn chứ?" Anh dịu dàng nhìn cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cúi đầu tiến sát lại gần. Sáng sớm hôm sau, cô bật dậy. Chuyện hôm qua là như thế nào? Chẳng lẽ là mơ sao? Nhưng mọi thứ đều đẹp đẽ, chân thực như vậy, khiến cô khó lòng quên. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng ồn. Cô bước ra khỏi phòng, là một người hầu đánh rơi khay thức ăn. Sợ hãi xin lỗi cô. Cô phát hiện chân trái của cô ấy lại là chân giả, vội vàng quan tâm xem cô ấy có sao không. Sự quan tâm bất chợt khiến cô ấy ngỡ ngàng. Phu nhân không hề trách tội mà còn quan tâm mình. Cô thoáng chốc biến thành thiên sứ trong mắt người hầu. Còn cô lần đầu tiên cảm thấy mình may mắn vô cùng. Cuối cùng cũng có người thừa nhận thân phận của nhân của cô, mà trong nhà chồng cũ, vì thân phận thường dân mà người hầu đều không coi cô ra gì. Cô cùng với người hầu đến hoa viên. Trong lúc phiếm chuyện biết được, ở đây có rất nhiều người giống cô, đều nhờ công tước đại nhân thu nhận, họ mới có thể sống tiếp. Hóa ra anh không thể độc ác như trong lời đồn. Cô định hỏi xem anh ở đâu, đột nhiên đau đầu dữ dội ngất đi. Cô mê man trên giường, anh nôn rò rò hỏi bệnh tình, xác nhận chỉ là lao lực quá sức mới thấy yên tâm. Lúc này, cô mơ hồ mở mắt. Căn phòng tối tăm không nhìn rõ người trước mặt là ai, miệng gọi tên một người đàn ông, Đắc Lý Tư Thản. Sắc mặt anh đột nhiên trở nên u ám đáng sợ. Cô đang gọi em trai sao? Hay là người đàn ông cô thích? Người phụ nữ này đã qua lần đò. Người chồng thứ ba là quái thai do tiên hoàng và yêu nghiệt sinh hạ. Cho dù là đêm tân hôn, cô cũng không thể nhìn thấy diện mạo chồng. Còn anh căm ghét bộ dạng xấu xí của mình, sợ dọa vợ chết khiếp. Mà hành động này khiến vợ càng thêm nghi hoặc. Cô bình phục trở lại, nghe ngóng thông tin của anh từ miệng của Tư Tế. Tư Tế ngạc nhiên, chẳng lẽ không để mặt phu nhân sao? Tuy hai người ở cạnh nhau, nhưng anh luôn đứng đằng sau hoặc trực tiếp bịt mắt cô lại. Không hiểu tâm lý tự ti hoang đường này của anh, Tư Tế đứng phát dậy, như thế không được. Vì vậy anh muốn giúp cô nhìn thấy mặt chồng. Người hầu cẩn thận trang điểm cho cô. Đây cũng là lần đầu cô khoác lên mình y phục lộng lẫy đến vậy. Cùng Tư Tế đến nơi huấn luyện kỵ sĩ, cô dọc đường thấp thỏm, bị hai tiếng súng đoàng đoàng làm cho kinh sợ. Vừa nãy là tiếng úng sao? Ngộ nhỡ làm công tước bị thương thì sao? Lúc này một người đàn ông bước tới, trách móc Tư Tế không nên đưa nữ chủ nhân đang bệnh đến đây. Anh lịch thiệp hôn vào tay cô. "Xin chào phu nhân, tôi là Tháp Lâm." Cô nhớ cái tên này, chính là phó quan ngày đầu đưa cô về phủ. Tháp Lâm mặt đầy tự hào. "Phu nhân vẫn nhớ anh." Ba người đang nói về súng ống. Công tước giả làm kỵ sĩ trưởng, mặt mày tối sầm xuất hiện. Cô cảm thấy có chút căng thẳng. Anh nghiêm mặt nhìn chằm nhằm nghe cô giải thích. "Cô đến đây để gặp chồng, kết hôn mấy ngày rồi, rốt cuộc vì sao không cho biết nhìn mặt chồng?" Anh nhìn phó quan ra tín hiệu cầu cứu. Nhanh giúp tôi giải thích đi. Phó quan nhanh chóng gỡ rối. Họ đều nghe theo mệnh lệnh. Giả vào cho xong chuyện. Cô quay đầu nhìn kỵ sĩ trưởng. Cô mạnh dạn hỏi. Tôi chỉ muốn tìm chồng. Kỵ sĩ trưởng muốn ngăn cản sao? Cô có chút tức giận, vẻ mặt ấm ức. Làm gì có người phụ nữ nào dám tin tưởng người chồng xa lạ. Khuôn mặt anh đột nhiên biến sắc, hung tợn nhìn Tư Tế. Đều do tên này hại. Giờ biết giải thích thế nào? Phó quan vội nói với cô. Ở đây rất nhiều người bảo cô về trước. Công tước rất nhanh sẽ về. Cô hoàn toàn thất vọng. Thôi vậy, dù sao hôm nay cũng không tìm được đáp án. Giúp cô chuyển lời ta sẽ không đi gặp công tước nữa. Cô chạy về phủ. Trong lòng đau khổ cùng cực. Rốt cuộc là vì sao? Không cho cô gặp mặt. Có thể đã chán ghét mình rồi chăng? Hôn nhân lần nào cũng vậy. Đến cuối cùng cũng chỉ có một mình. Xem ra lần này cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, công tước nhanh chóng đuổi tới. Nhìn thấy bóng dáng lạc lõng của cô, vội vã xin lỗi cô. Lòng cô đã nguội lạnh. Muộn rồi, quá muộn rồi. Sau này ta sẽ không làm phiền chàng nữa. Anh ôm chặt cô từ phía sau. Ta không cách nào để nàng đi như vậy. Nói xong lại che mắt cô. Do dòng máu yêu quái chảy trên người, sợ khiến vợ hoảng sợ. Kết hôn xong vẫn luôn mặc cảm, không dám để cô nhìn thấy mình. Cho dù vợ đích thân tới tìm, cũng quyết không mềm lòng. Cô thấy bất lực khi được anh ôm vào lòng. Chẳng lẽ lần này cũng cự tuyệt cô sao? Anh bảo cô nhắm mắt lại. Gọi ta là bố Lạp Đức, đừng gọi là công tước hay lãnh chủ. Tiếp đó bế cô lên, đi vào phòng làm việc của anh. Cô vuốt ve ngực anh. Tuy không nhìn thấy, cảm giác lại ngày một quen thuộc. Đột nhiên cô mở mắt, không tin chồng mình lại là kỵ sĩ đại nhân. Anh nhẹ nhàng vuốt gò má cô, thanh âm trầm ấm. Nàng đang tìm ai? Nhìn trực diện như vậy, còn không biết sao? Phu nhân. Cô mở to mắt bật dậy, phát hiện hóa ra là mơ. Mới sáng sớm nhìn thấy một bàn thức ăn, ngạc nhiên nói phải ăn hết chỗ này sao? Bà Thác Bối vui vẻ nói, lãnh chủ đặc biệt dặn dò phải chăm sóc tốt cho phu nhân, còn chuẩn bị cả trà của quê hương người. Cô lặng nhìn tách trà, thầm nghĩ ngũ mẫu lần nào cũng nhìn cô uống hết, uống xong cơ thể càng ngày càng yếu mà lại không hiểu vì sao. Cô nhẹ nhàng từ chối, chỗ thức ăn này là đủ rồi, hôm nay không uống trà nữa. Lúc này phó quan đi vào, phu nhân không cần lo, lá trà này do đích thân công tước đại nhân mua. Thức ăn của phu nhân và lãnh chủ đều được người hầu kiểm tra. Cô kinh ngạc, hóa ra mọi người rất lo nghĩ cho mình. Phó quan thông báo người nhà cô đã đến lãnh địa công tước. Cô kinh ngạc, không có tin gì đột ngột đến thăm, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Phó quan và bác tước vì chuyện mở cửa thành cãi nhau kịch liệt trước cổng thành. Cô đích thân đến trước mặt bá tước, xin lỗi vì chuyện người nhà cô tới đột ngột, cũng thật lòng cảm ơn ông coi trọng lãnh chủ và bảo vệ an toàn thành gia đích tư, và nói cô muốn tiện họ về nên mới đến đây. Bá tước biết mình hiểu nhầm, nhanh chóng xin lỗi phu nhân và ra lệnh mở cổng. Hai chị em gặp lại nhau. Sau khi chào hỏi, cô hỏi thăm tình hình người nhà. Em trai nói cậu và anh trai Đắc Lý Tư Thản cùng nhau đến. Sau đó trên xe ngựa, người đàn ông cao lớn anh Tuấn bước xuống, đi về phía cô. Bái kiến công tước phu nhân, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Ly liền xinh đẹp, công tước chắc đối xử với cô rất tốt. Em trai lại không tin, bởi vì cậu nhìn thấy đầu người treo trên tường thành, còn cả bộ dạng của phó quan cạnh chị cô, khiến cậu rất sợ sệt. Anh muốn biết mọi chuyện của cô ở đây. Cô chỉ có thể từ chối, bởi vì muốn vào thành phải có sự cho phép của công tước, nhưng giờ anh không có trong thành. Hai người rất hiếu kỳ, nữ chủ nhân cho phép cũng không được sao? Anh là kẻ cuồng chiến tranh nổi tiếng tàn ác, cũng là quái thai do tiên hoàng và yêu nghiệt sinh hạ nước tiếng gần xa. Nghe nói anh lạnh lùng, tàn bạo, cha xứ trong giáo đường hiếu kỳ hỏi anh sao đến